Chào các bạn, chào các em thân mến. Trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 13, bài điện thế và thế năng điện. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về công của lực điện trước ha. Chúng ta xét một điện tích Q lớn hơn 0 đặt trong cái điện trường bởi hai tấm kim loại tích điện trái dấu ha. Lúc này điện tích Q này chịu tác dụng của một cái lực điện do điện trường gây ra, làm cho nó chuyển động theo quỹ đạo công như hình vẽ. Để xác định được công của lực điện tác dụng lên điện tích chuyển động theo quỹ đạo công á, thì người ta chia cái quỹ đạo công này thành những cái đoạn nhỏ, rất rất nhỏ, để cho được xem như là thẳng. Okay. À, tại vì khi mình chia nhỏ ra thì coi như là thẳng ha. Lúc này chúng ta xét công của lực điện tác dụng lên điện tích trên cái đoạn NB này này, trên cái đoạn NB này các em, thì nó sẽ bằng là A thì bằng gì? Chúng ta có A thì bằng F, viết cái đây nha. Công cái công thức tính công mình học ở lớp 10 đó là A bằng F, bằng F nhân cho S nhân cho cos alpha, đúng không? Tương tự trong trường hợp này, công trên đoạn NB thì ghi là ANB thì bằng F, F là F điện, nhân cho quãng đường là NB và nhân cho cos alpha. Yeah. Alpha là gốc tạo bởi cái chiều chuyển động NB và cái hướng của vector lực. Góc này có alpha này. Đấy. Người ta chiếu cái NB lên trên phương của đường sức, phương của điện trường E này, thì chúng ta sẽ có được là N phẩy B phẩy. Thì dẫn đến là các em sẽ xét trong đây là NB này. Thì ví dụ NB, chúng ta chiếu lên phương của đường sức thì chúng ta ra một cái tam giác vuông. Đây là B phẩy nha. Thì dẫn đến là các em sẽ có được là cos alpha bằng cạnh kề chia cạnh huyền. Cos alpha thì bằng cạnh kề là N phẩy B phẩy chia cho cạnh huyền là NB. Lúc này mình sẽ rút ra được là NB nhân cos alpha thì bằng N phẩy B phẩy. Chỗ này sẽ bằng F nhân cho N phẩy B phẩy. Người ta gạch cái ngang trên đầu là cho biết là đây là hình chiếu của NB lên trên phương của đường sức điện trường. Nha. Rồi. Mà F thì bằng Q nhân E, lực điện thì bằng Q nhân E, nên các em sẽ có công thức đầu tiên á là công trên cái đoạn nhỏ NB á được tính bằng công thức này. Từ đây chúng ta sẽ tính trên cả cái đoạn dài này thì chúng ta cộng lại hết. Cộng lại hết thì chúng ta sẽ có công trên cái đoạn AB. Chúng ta sẽ có công trên cái đoạn AB. Công trên đoạn AB thì sẽ bằng là chúng ta sẽ bằng là gì đây? Bằng hình chiếu của AB lên trên cái phương đường sức chính là A phẩy B phẩy. Do đó nó sẽ bằng Q nhân E và nhân cho A phẩy B phẩy. Với A phẩy B phẩy này là hình chiếu của cái AB lên trên cái phương của đường sức E. Nhớ nha, hình chiếu lên đây. Công thức này các em áp dụng cho cả Q lớn hơn 0 hoặc là Q nhỏ hơn 0 luôn nha. Trong ví dụ này thì Q lớn hơn 0, điện tích Q này lớn hơn 0. Thì lúc này lực điện thực hiện công, lực điện trường đã thực hiện công cho điện tích chuyển động về phía bảng âm. Còn nếu mà giả sử như Q âm mà để chuyển động từ A đến B như thế này á, thì chúng ta phải thực hiện công. Nghĩa là chúng ta phải thực hiện công chứ không phải điện trường thực hiện công nha. Vậy là chúng ta phải thực hiện công cho điện tích thì mới chuyển động tới đây được. Do đó công này là công cản, công cản là công âm, thì Q nó sẽ âm. Được chưa? Bây giờ các em quan sát hình 13.2. Chúng ta xác định công của lực điện tác dụng lên điện tích Q lớn hơn 0 khi Q dịch chuyển từ A phẩy đến B phẩy. Các em thấy không? Rõ ràng dịch chuyển từ A phẩy đến B phẩy là trùng với phương đường sức luôn. Do đó chúng ta sẽ có là công trên đoạn A phẩy B phẩy sẽ bằng F, F là Q nhân E đó, nhân cho cái đoạn A phẩy B phẩy luôn. Tại vì A phẩy B phẩy nó chiếu lên phương đường sức thì trùng luôn. Do đó bằng cái này. Vậy là các em thấy rằng á, công trong trường hợp tính từ A đến A phẩy theo phương đường sức nó cũng bằng công trong trường hợp đi theo một hình dạng bất kỳ. Từ đó chúng ta đưa ra kết luận là lực điện là một lực thế. Lực điện là lực thế vì công của lực điện nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối theo phương của đường sức điện trường thôi. Nó giống như trọng lực và lực đàn hồi là hai lực thế mà các em đã học. Tại vì hai cái lực này thì công của hai lực này cũng không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối
theo phương của lực ha, của lực ha. Ghi nhớ cái phần này nha, chúng ta ghi nhớ phần này. Thế năng điện tương tự như trong trường hợp của trọng lực thì các em biết rằng á là dưới tác dụng của trọng lực chúng ta chọn mặt đất là mốc thế năng. Một cái vật có khối lượng m đang cách mặt đất một độ cao là h thì lúc này vật này có thế năng trọng trường ha, thế năng trọng trường. Vì vật này có khả năng sinh công do trọng lực. Vậy là vật có thế năng trọng trường. À, tương tự trong trường hợp công của lực điện cũng vậy các em. Công của lực điện cũng vậy. Chúng ta có bảng âm đây. Bảng âm đây. Một cái điện tích quy dương ở đây. Do lực điện có khả năng thực hiện công cho cái điện tích này dịch chuyển về phía bảng âm. Do đó cái điện tích này đặt tại điểm A này đang có thế năng điện nha, thế năng điện đang có thế năng điện vì nó có khả năng thực hiện công, nó có khả năng thực hiện công chuyển về điểm âm do lực điện ha, do lực điện trường tác dụng vào, tương tự như trường hợp này luôn các đấy, hiểu không? Vật M có thế năng hấp dẫn thì điện tích A sẽ có thế năng điện. Vậy thế năng điện được định nghĩa như thế nào? Thế năng điện người ta định nghĩa là gì? Thế năng điện của một điện tích quy tại một điểm trong trong cái điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công. Thế năng nó đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường để dịch chuyển cái điện tích quy này này từ điểm đó đến bảng âm hoặc từ điểm đó ra xa vô cùng. Trong một cái điện trường bất kỳ thì cái điện tích này sẽ dịch chuyển từ vị trí A ra xa vô cùng, là một nơi mà không còn điện trường nữa, là một nơi không còn điện trường nữa nha các em. Do đó là thế năng tại A chính là bằng công công thực hiện để đưa cái điện tích A này, đưa điện tích quy này từ điểm A ra xa vô cùng. Cái điểm vô cùng này được xem là mốc thế năng, các em nhớ nha, mốc thế năng. Móc thế năng điện á, móc thế năng điện. Còn ở đây là bảng âm, đối với trường hợp tụ điện á thì đây là móc thế năng. Dạ. Còn trong trường hợp là trường hấp dẫn thì móc thế năng thường là cho mặt đất đúng không? Vậy thế năng tại điểm A được định nghĩa bằng công của lực điện dịch chuyển một điện tích quy dương từ điểm A ra xa vô cùng, được chưa? Một cách tổng quát, nếu chúng ta xét một vị trí B ở đây, công để dịch chuyển điện tích quy từ A đến B thì sẽ bằng thế năng tại A bằng độ giảm thế năng đó các em, trừ cho thế năng tại B thì sẽ bằng công dịch chuyển điện tích từ A đến B, được chưa nào? Khi mà B ở vô cùng, khi mà B ở vô cùng á thì thế năng tại B sẽ bằng 0, thì các em sẽ có được công thức ở trên nha. Chúng ta có thế năng tại A trừ cho 0 thì bằng công để dịch chuyển điện tích từ A đến B là vô cùng, chúng ta sẽ đưa được công thức này. Các em lưu ý cho thầy nha, khi B ở vô cùng thì thế năng ở B sẽ bằng 0. Rồi chúng ta ghi nhớ cái phần ghi nhớ này. Và năng lượng của thế năng, đơn vị của thế năng cũng là đơn vị là joule, là đơn vị của năng lượng cũng đơn vị là joule luôn. Tiếp tục chúng ta vào phần điện thế. Như ta đã biết, độ lớn của lực điện á là F bằng V nhân E, E không đổi, thì độ lớn của lực điện nó tỷ lệ thuận với quỹ điện tích này, nó tỷ lệ thuận với điện tích đặt trong điện trường nha. Do đó thế năng tại một điểm A nó cũng tỷ lệ thuận với V luôn. Thế năng nó cũng phụ thuộc vào V luôn, tỷ lệ thuận với V. Do đó người ta đưa ra thế năng nó bằng hệ số tỷ lệ, nó bằng một hệ số tỷ lệ nhân cho V. Tại vì thế năng tỷ lệ thuận với V mà, thì nó sẽ bằng một cái hệ số nào đó nhân với V. Và cái VA này này là một đại lượng, nó không phụ thuộc vào điện tích V mà nó chỉ phụ thuộc vào điện trường tại cái vị trí A thôi. Điện trường tại vị trí A nó như thế nào đó các em, nó chỉ phụ thuộc vào điện trường tại vị trí A nó như thế nào thôi nha. Và cái đại lượng VA này người ta gọi là điện thế tại điểm A,
VA được gọi là điện thế tại điểm A. Nó đặc trưng cho điện trường về thế năng của điện tích quy đặt trong điện trường. Rõ ràng cái khái niệm này nó cũng hơi khó hình dung đúng không em? Đây, đặc trưng cho điện trường về thế năng của điện tích quy. Đặc trưng cho điện trường về thế năng của điện tích quy đặt trong điện trường. Chúng ta kết hợp 13.3 và 13.4, ta được công thức điện thế tại A thì bằng công của lực điện dịch chuyển điện tích từ A ra sau vô cùng chi quy. Chúng ta kết hợp hai công thức ở trên. Từ công thức là thế năng tại A nó bằng công của lực điện dịch chuyển điện tích từ A ra sau vô cùng thì nó sẽ bằng bằng V kép là bằng điện thế tại A nhân chỗ quy. Từ đây các em dễ dàng rút ra được điện thế tại A sẽ bằng công từ A đến vô cùng chi quy. Rồi chúng ta ghi nhớ công thức này, chính là công thức tính điện thế tại một điểm A trong điện trường, đặc trưng cho điện trường luôn về thế này. Rồi các em chú ý nè, trong đó A từ A đến vô cùng là công của lực điện để dịch chuyển một điện tích quy dương từ A ra vô cực. Ngoài ra chúng ta còn có A từ A đến vô cực bằng A phẩy vô cực đến A. Nghĩa là sao? Khi mà chúng ta chuyển, khi một điện tích di chuyển từ điểm A ra sau vô cùng là lúc này á, là điện trường thực hiện công. Có nghĩa là một cái lực điện tác dụng lên điện tích này thực hiện công. Công này là công phát động, công sinh ra bởi điện trường, bởi lực điện. Nha. Còn ngược lại, công mà để dịch chuyển một cái điện tích quy, một điện tích quy từ vô cùng là từ cái nơi mà có điện thế bằng không á, từ cái nơi mà thế năng bằng không á, thế năng điện bằng không á, chuyển đến vị trí điểm A, chính là công thực hiện. Công A phải này gọi là công thực hiện để đưa cái điện tích từ xa vô cùng đến vị trí điểm A. Công này là do ta thực hiện nha. Còn cái công này này là công do cái lực điện này thực hiện, là do điện trường nó truyền tương tác, nó thực hiện nha các em. Như vậy là chúng ta sẽ có được cái ghi nhớ sau. Điện thế tại một điểm trong cái điện trường là một đại lượng đặc trưng cho thế năng. Các em cứ nhớ là đặc trưng cho thế năng. Thế năng điện đó. Thầy nói chung là thầy sau này thầy nói là thế năng thôi nha. Còn hiển nhiên là các em đang học về điện rồi, thế năng điện. Tại vị trí đó phải được xác định bằng công mà ta dịch chuyển một cái điện tích quy dương từ vô cực về điểm đó. Nghĩ về khái niệm về điện thế ha, tại một điểm. Thì điện thế đơn vị nó là volt. Đơn vị nó là volt, cũng là đơn vị của hiệu điện thế đó các em. Đặc trưng cho thế năng nên nó có liên hệ. Ví dụ chúng ta có này, đây mà đây là mặt đất của chúng ta, có một vật có khối lượng m. Vậy là để cho vật này có thế năng á, thì chúng ta phải thực hiện công. Chúng ta phải thực hiện công để đưa vật lên. Chúng ta thực hiện một công để đưa lên đây để cho nó có một cái năng lượng lưu trữ cho vật. Thì lúc này vật mới có thế năng. Có thế năng. Đúng không? Có thế năng. Tương tự một điện tích. Một điện tích ở đây này các em, một điện tích ở đây là điện tích âm, bể điện tích âm. Ở đây chúng ta có một cái điện tích quy dương. Hoặc là từ vô cùng nha, vô cùng nếu mà điện trường bất kỳ. Còn đối với trường hợp hai bảng của từ điện thì thường là mốc thế năng, mình chọn ở bảng âm. Để cho cái điện tích dương này nè nó chạy từ đây lên đây thì chắc chắn ta phải thực hiện công, đúng không? Ta phải thực hiện công, đây là công này, công thực hiện cho điện tích này thì đưa lên đây thì lúc này nó sẽ có thế năng điện. Điện tích dương này có thế năng điện. Chưa? Có thế năng điện. Và cái thế năng điện này chia cho điện tích thì chúng ta ra được điện thế. Chúng ta sẽ có được điện thế tại đây, gọi điện thế tại A. Còn điện thế này, điện thế tại B chẳng hạn. Điện thế tại B là bằng không. Thường là các em thấy rằng hiệu điện thế nó có hai cực. Cái nguồn điện của chúng ta có hai cực, cực dương và cực âm. Thông thường thì điện thế ở phía cực âm này là coi như là bằng không hoặc là âm, ha, âm. Thường là bằng không. Đấy. B đi.
Đây là gì? Đây là A, à, đây là B, đây là A. Điện thế là A nó chỉ dương. Lúc này thầy có được UAB, chính là hiệu điện thế giữa hai cái cực của nguồn điện hoặc là hai cái tấm tích điện trái dấu, là mình sẽ có được hiệu điện thế UAB thì bằng điện thế tại A cao hơn trừ cho điện thế tại B thấp hơn. Nếu điện thế tại A cao hơn, nó dương hơn, lớn hơn thì mình sẽ ra được dương, UAB sẽ dương. Ngược lại, nếu mà UBA, trong trường hợp này UBA thì bằng gì? Điện thế tại B trừ cho điện thế tại A, lúc này UBA nó sẽ âm. Từ đây các em sẽ có một cái công thức là gì? UAB bằng trừ UBA. Đấy, được chưa? Từ đó các em có thể rút ra được hiệu điện thế UAB nó bằng công thức này như sau. Chúng ta có là UAB theo định nghĩa thì bằng điện thế tại A trừ cho điện thế tại B. Mà điện thế tại A thì được tính bằng công để dịch chuyển điện tích quy dương từ điểm A ra xa vô cùng chia cho quy, trừ điện thế tại B thì bằng công để dịch chuyển điện tích từ B ra xa vô cùng chia quy. Được chưa? Mà các em biết rằng á, là cái công để dịch chuyển một cái điện tích từ A ra xa vô cùng á, thì nó phải đi qua B, như hình vẽ thầy vẽ đây. Đây là điểm A, điểm B và ra xa vô cùng. Thì thầy có lực công để dịch chuyển điện tích từ A đến vô cùng khoảng này thì sẽ bằng từ đây đến đây cộng cho từ đây đến đây. Chưa? Vậy là sẽ bằng công để dịch chuyển từ A đến B cộng cho công để dịch chuyển từ B đến vô cực. Em ráp vào đây nên số 1 sẽ suy ra UAB sẽ bằng, chỗ này mình ráp vào thành hai cái này, thành công của AB chia quy cộng công của B đến vô cực chia quy, này viết lại trừ công từ B đến vô cực chia quy. Chúng ta khử hai cái này đi thì nó ra được công thức là UAB. Đấy, được chưa? Rồi chúng ta có được công thức này. Về sau này các em học về chương sau á, chúng ta sẽ nắm sử dụng công thức này về giống như một cái nguồn có hiệu thế AB thì trong đó có điện tích, một cái điện tích chẳng hạn, có một điện tích chẳng hạn, thì lúc này á cái U này được định nghĩa UAB chính là bằng công thực hiện dịch chuyển cái điện tích đó từ A đến B, đó là UAB. UAB chính là công thực hiện các em lên một đơn vị điện tích. Vậy hiệu điện thế là gì? Đây, đặc trưng cho khả năng thực hiện công này của điện trường để dịch chuyển một cái đơn vị điện tích, dịch chuyển một cái đơn vị điện tích giữa hai cái điểm đó hay là giữa hai cái cực của nguồn điện đó. Và được xác định bằng biểu thức này. Và đơn vị hiệu thế cũng là vôn. Đơn vị công là joule, còn quy là coulomb. Joule trên coulomb thì ứng với 1 vôn. Nha. Bây giờ chúng ta xét hai điểm MN trong điện trường. Biết vector cường độ điện trường hướng từ M đến N. Nhớ rằng vector cường độ điện trường hướng từ M đến N, giả sử thầy vẽ vector cường độ điện trường đây. Hướng từ M này đến N. Bây giờ mình hãy so sánh giá trị điện thế tại hai điểm này. Nếu mà các em mà làm trắc nghiệm á, thì rõ ràng chúng ta biết ngay điện thế tại M sẽ cao hơn. Tại vì điện trường nó hướng từ dương sang âm. Điện trường nó sẽ hướng từ dương sang âm như thế này. Thì phía nào nằm trước ở đây thì nó sẽ là cao hơn, nghĩa là nó sẽ dương hơn, nó cao hơn, điện thế sẽ cao hơn. M ở đây, N ở đây. Thì rõ ràng các em biết ngay là M sẽ cao hơn, hơn N. Giờ mình so sánh. Và cách là các em có thể dùng công thức 13.6 như sau. Chúng ta có điện thế tại M thì bằng công để dịch chuyển điện tích dương từ điểm M ra vô cùng chia quy. Và điện thế tại N bằng công từ N cùng chia quy. Rõ ràng là hướng từ M đến N chiều là hướng từ M đến N, nên các em thấy là cái công nó sẽ lớn hơn. Mà
công từ m đến vô cùng sẽ lớn hơn so với công từ n đến vô cùng là hiển nhiên rồi. Vì sao? Vì chiều của E từ m đến n. Do đó ta suy ra dễ dàng là VM sẽ lớn hơn VN. Nha, dù là quy ạ. Trường hợp này ta xét quy dương ha. Thì quy âm thì chúng ta cũng áp dụng tương tự thôi, cũng giống là thôi. Đây các em áp dụng một cái ví dụ sau, ta cần thực hiện một công là A bằng 8 nhân 10 vũ trụ 5 Joule để dịch chuyển một cái điện tích này từ vô cùng đến điểm M. Chọn móc thế nào ở vô cực là hiển nhiên rồi, tính điện thế tại M. Thì rõ ràng các em áp dụng điện thế tại M thì bằng công thực hiện để dịch chuyển điện tích từ vô cùng đến điểm M chia quy, thì mình ráp vào thôi. Ráp công vào, ráp cái điện tích này vào thì mình tính được 0,5V. Nghĩa là điện thế tại M bằng 0,5V. Ha. Đây là một cái phần của em hay thường gặp bài tập đây. Đó là mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế. Từ công thức 13.1 và công thức 13.8 các em có thể rút ra được công thức này. Phải biết lại công thức 13.1. Đó là công trên đoạn AB. À, lại cái. À, ta có công trên đoạn AB thì bằng gì? Bằng quy nhân cho y và nhân cho A phẩy B phẩy là hình chiếu của AB lên trên phương của đường sức. Chúng ta thầy sẽ nói kỹ cái này để các em làm bài tập để khỏi bị sai này. Cái này á, các em chú ý nha. Rồi tiếp theo là công thức 13.8 là UAB. UAB thì bằng gì? Công trên đoạn AB chia cho quy. Chờ. Bây giờ mình sẽ lấy công chia quy nó bằng E nhân cái này. À. Thì rút cái A chia 2 với cho quy cho này nè. Ra được E nhân cái này. Đó là bằng E nhân cho A phẩy B phẩy. Từ đó mình sẽ rút E ra. Mình lấy cái này chia cái này ra được công thức này. Được chưa nào? Đấy, từ đó suy ra cường độ điện trường E này. Bằng. Cường độ điện trường E sẽ bằng UAB chia cho A phẩy B phẩy. Rồi bây giờ cái chỗ trọng tâm ở đây là mình phải hiểu được cái A phẩy B phẩy là cái gì. Một cách tổng quát mình cho E nó bằng U chia D đi. D người ta đặt bằng gì? D người ta đặt bằng D á, là người ta đặt như sau. Đây thầy viết khác nha, hết mực. A B chia D với D bằng cái A phẩy B phẩy có gạch ngang trên đầu. D phẩy này có giá trị đại số, nó có thể âm hoặc là dương. Trong trường hợp chú ý này, nếu mà cái A phẩy B phẩy á, mà mình chiếu lên phương đường sức á, A phẩy B phẩy mà cùng chiều với E á, thì D nó dương, D nó mang giá trị dương. Còn nếu A phẩy B phẩy mà ngược chiều với E á, thì D này mang giá trị âm. À, các em có hình dung được chỗ này không nào? Cái A phẩy B phẩy này nó có giá trị đại số, nó âm hoặc dương. Nếu mà cái A phẩy B phẩy nó hướng theo chiều của đường sức á, thì mình coi như D nó dương, còn ngược lại nó âm. À, tại sao nó lại như vậy á? Thì mình thầy nói thêm một chút cái này. Các em hình dung như thế này, đường sức như thế này đúng không nào, góc alpha. Đấy. Trong đó cái D á, là mình chiếu xuống đây là D là cái này này đó, chứ không phải điện tích là chuyển động theo hướng này. Giả sử điện tích nó đi theo hướng này, điện tích nó đi theo hướng quãng đường này, còn này hướng của lực hay là hướng của E đó. Đấy. Thì rõ ràng khi em chiếu lên á, thì khúc này nó mới là D này. D này, đấy, trường hợp này D dương. Trường hợp này D dương tại góc alpha là góc nhọn. Góc alpha là góc nhọn nên chiếu lên D nó sẽ dương. D nó bằng cái gì thì D nó bằng gì? D nó bằng là huyền nhân cos alpha, nghĩa là bằng S nhân cos alpha. Do cái alpha này là góc nhọn nên cái D nó dương. Còn ngược lại nếu mà cái trường hợp là như thế này các em. Đây, thầy vẽ này. Điện trường nó đang hướng sang bên này, điện trường hướng sang bên này. Nhưng mà cái điện tích nó lại chạy về bên này. Đấy. Được chưa? Như thế này này. Thì lúc này á, mình khi mình chiếu xuống á. Mình chiếu xuống đây này. Thì D này nó sẽ âm. À, D âm. Đây này.
gốc alpha tù. Gốc alpha là gốc tạo bởi cái chiều chuyển động và cái hướng đó nha. Nó tù. D lúc này nó âm. Chúng ta phải D âm nha. Để D đó bằng gì? S nhân cos alpha. Thì bị alpha tù. Đó, nên đó là người ta đưa gọn vào cho chúng ta không cần phải nhớ những cái chỗ này. Mình chỉ cần nhớ là A phải là hình chiếu. Hình chiếu của AB lên trên phương của đường sức. Nếu cùng chiều thì lớn không, ngược chiều thì nhỏ không. Vậy đó. À, để mình áp dụng vào đây. Bây giờ mình áp dụng này. Mình áp dụng nha. À, trong vùng không gian có điểm trường đều, xét 3 điểm ABC tạo thành một tam giác vuông tại A như hình vẽ. Trong đó cạnh AB nó lại song song với đường sức. BC cho bằng 10, alpha cho bằng góc 60 độ. Biết hiện thế giữa hai điểm B và C này. Hiện thế UBC này, nhớ là điện thế tại B cao hơn nha, tại vì theo phương đường sức thì B nó điện thế cao hơn C. Bằng 100V là dương là đúng rồi, hợp lý này. Tính tính cường độ điện trường. Tính độ lớn của cường độ điện trường tại E. À, tính độ lớn của cường độ điện trường E nha. Thì đầu tiên nó cho UBC thì các em phải dùng công thức UBC trước nha. Đây. À, UBC UBC bằng UBC thì mình dùng công thức bình thường là bằng U thì bằng UD thì bằng D nhân E. Các em mới nhớ bằng E nhân D trước đi. DBC. Dạ, DBC thì bằng gì? Nó bằng hình chiếu này. DBC nó chiếu lên hình, nó chiếu lên hình là BA. Em nhớ này. Cái BC bằng chiếu lên phương đường sức đó, nó ra BA. Đấy, nên nó là bằng E nhân BA. À, nhớ là đây là hình chiếu thì mình gạch cái đầu, cái ngang trên đầu cho thầy nha. Rồi, bây giờ BA nó dương cái âm. Thì rõ ràng các em thấy không? BA này. À, BA. BA. Tất nhiên là BA nó dương rồi, tại vì BA nó, tại vì nó đâu có chữ trừ đâu. BA này nè, là nó sẽ cùng với đường sức rồi, đúng không? Bằng E. Vậy BA tính sao đây? Độ dài BA tính sao? Độ dài BA tính như thế nào đây? Thì các em nhớ này, chúng ta có cos alpha bằng cạnh kề. Cạnh kề chính là BA. Chia cạnh huyền là BC. Đúng không? Đấy, từ đó em rút ra được cái BA bằng huyền nhân, đây, bằng BC nhân cos alpha. Nên mình thay vào đây là BC nhân cos alpha. Đó, đừng có lượng khẩu chỗ này nha, chút nữa mình sẽ rành chỗ này. À, rồi, từ đó mình sẽ rút ra được E thôi, rút E. E thì em lấy này chia cho thừa số còn lại. E là lấy tích là UBC, chia thừa số là BC nhân cho cos alpha. Rồi, đến đây người ta ráp vào cho mình như thế này nha. Tính được là 2000V trên mét, à, đơn vị cường độ điện trường là V trên mét, hiển nhiên rồi. Tại vì E bằng U chia D mà, U là V, D là mét thì V trên mét. Rồi. Chúng ta tính hiện thế giữa hai điểm AC này. Rõ ràng các em thấy rằng AC nó đang vuông góc với đường sức. Chuyển động vuông góc với đường sức thế này thì do đó hình chiếu của C lên phương đường sức á thì rõ ràng nó trùng với điểm A. C chiếu lên trùng với điểm A, do đó là coi như là D bằng 0. D bằng 0, đúng không? Vậy trong trường hợp D bằng 0, do đó là U trên đoạn AC bằng E nhân DAC, mà DAC á thì nó chính là bằng AA luôn, bằng AA phải luôn. Trùng nhau rồi, bằng 0. D bằng 0 ha. Tiếp tục, hiệu điện thế ở hai điểm là AB, các em chú lưu ý là AB nha, nó ngược chiều điện trường nha. AB thì sao? Thì AB mình có áp dụng công thức bình thường là UAB này thì bằng E nhân cho DAB. Chưa? DAB. AB thì bây giờ AB thì nó bằng cái gì đây? AB thì nó sẽ bằng là E nhân cho A phẩy B phẩy. À, nhưng mà nó trùng ở đây luôn rồi, nó trùng ở đây luôn này. Này. AB. AB đó, như thế này, đúng không? AB như thế này. Nhưng mà AB nó lại ngược chiều với đường sức nha các em. Nó lại ngược chiều với đường sức, bây giờ thầy chuyển nó thành BA. Chuyển nó thành BA để cho nó cùng chiều thì mình đặt chỗ trừ đằng trước. Đúng không? Nên AB nó ngược chiều với BA thì mình sẽ đẩy thành trừ E nhân BA đó. Tại vì cái AB nó ngược chiều với BA nên nó có chỗ trừ đây này. Để mình trả nó về E nhân cho BA giống như trên này. Này, E nhân BA này. E nhân BA bằng UBC. Bây giờ thêm chỗ trừ vào thì bên này chỗ trừ vào. Thì nó sẽ là trừ UBC bằng trừ 100V. Đó, hiển nhiên rồi. Vừa nãy chúng ta tính UBA. Nè, UBC là 100V thì hiển nhiên là UCB sẽ trừ 100. Hay là UBA sẽ trừ 100. Được chưa? Đó, trừ 100V. Các em hiểu cái này không? Còn khi chúng ta thay số, chúng ta thay số thì chúng ta không đưa tự về BA thì mình làm theo cách khác cũng được. Thì nó bằng E này nhân
Độ dài này nha, độ dài AB là nó ngược chiều này thì bằng trừ 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 AB đó, trừ AB sao đó, nhân cho nhân cho bao nhiêu các em, nhân cho cos đúng không? Không, mình cái trừ AB đó, trừ AB nó như thế này luôn à, trừ AB, AB là độ dài đó, là thay vào cũng được, như thế này mình thay vào cũng được nha. Còn một cách nữa là các em có thể hiểu là gì, e này nhân này, bây giờ cái AB này, này chính là gì, nó chính là bằng bằng AB nhân cos 180 đó, nó ngược chiều quá các em, nó ngược nha, nó ngược, tại vì cái A sang B á, góc tạo bởi với sức này là 180 đấy, các em có thể dùng kiểu này, nhưng mình thầy nghĩ rằng nên dùng chỗ này đi nó nhanh à, rồi hiểu không? Thì tóm lại chúng ta có này, AB bằng trừ BA à, chúng ta chú ý chỗ này. Ví dụ số 2, xét hai bảng kim loại vuông A và B đặt song song cách nhau 5mm, tích điện bằng nhau nhưng trái dấu. Biết bảng A tích điện dương, bảng B tích điện âm, hiệu điện thế giữa hai điểm hai bảng AB là 25. Xem điện trường giữa hai bảng là đều, các đường sức là vuông góc với bảng. À, xác định độ lớn của cường độ điện trường giữa hai bảng kim loại. Giờ thì vẽ sơ ra đi ha, thì vẽ sơ ra như thế này. À, bảng này bảng dương này. Đấy, bảng này bảng âm này. Đây là A dương này, B âm. Cho qua B rồi, bây giờ mình xác định độ lớn của cường độ điện trường giữa hai bảng. Thì mình có khoảng cách giữa hai bảng chưa? Có khoảng cách hai bảng rồi. Có D rồi thì em dùng công thức là E bằng U chia D thôi ha, ráp vào. UAB là cho 25V, D là cho khoảng cách là 5mm, em đổi về mét nha. 5mm á là 5 phần ngàn, nghĩa là 1 phần ngàn là chia thành 14 trừ 3. 5 chia 1 ngàn là 5 chia cho 14 trừ 3, thì đưa lên tử là 14 trừ 3 luôn nha. Đấy, ra được là 5000V trên mét. Bước 2, các em xét một cái hạt electron bắn bắt đầu chuyển động chứ, từ bảng B. Xét một hạt electron bắt đầu chuyển động từ bảng B. Đây bảng B là electron. Một electron chuyển động từ bảng B, xác định độ lớn của lực tác dụng lên electron và tốc độ electron khi nó đến bảng bảng A. Đây là điện tích đặt đây thì nó thực hiện công luôn nha các em nha, tự thực hiện công do điện trường thực hiện công. Tại vì lúc này có xuất hiện lực điện ha, nó âm mà. F điện. Rồi, bây giờ mình tính F điện ha. F thì bằng Q nhân E. E có rồi, điện tích electron có rồi, thì độ lớn sẽ là tỷ đối nha. Độ lớn của điện tích electron là bằng 1.6 nhân 10 trừ 19 coulomb, nhưng E vừa tính xong, thay vào là xong nha, coi như ý này xong. Tiếp theo để em tính được cái vận tốc khi nó đập vào cái bảng dương á, thì chúng ta nhớ ở lớp 10 chúng ta có một công thức là độ biến thiên động năng bằng công của lực điện. Độ biến thiên động năng bằng công của lực, công của ngoại lực á. Ở đây trường hợp là công lực điện. Động năng ở đây, động năng ở đây. Động năng ở đây là V0 bằng 0. Đây là V mình cần tính này, bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có áp dụng độ biến thiên động năng, độ tăng động năng thì bằng công của lực công thực hiện đó, bằng công thực hiện. Độ tăng động năng thì bằng công thực hiện. Mình hình dung không? Đấy. Giống như là cái vật có khối lượng M nó đang ở độ cao này, nó chuyển động ở đây. Động năng nó tăng lên thì bằng công thực hiện, chứ là công của trọng lực. Nó thực hiện công, hay chưa? Chuyển động xuống đây. Tương tự chỗ này chúng ta có động năng lúc sau là 1/2 m với bình, trừ động năng lúc đầu là coi như bằng không, bỏ. Bằng công của lực điện, mà công của lực điện thì bằng gì? Công thì bằng QED. Công bằng QED, các em áp dụng vào. QED mà ED thì bằng U, bằng U. U gì luôn, UAB luôn, hay là UBA các em. Chuyển động từ B đến A nha, UBA. Để cho nó âm á. Phải gì không? Thì khối lượng E trong V bình phương trừ không bằng QE, tại VE, V là nó âm rồi. Nhân UBA nó âm mới thành dương, thì đúng thỏa mãn cái công thức này, này dương thì bên đây phải dương, trong khi UBA nó âm. Tại UAB là 25 thì UBA bằng trừ 25, Q nó âm nữa thành dương, hợp lý ha. Đến đây mình sẽ có công thức chỗ này. QED á, QED mà ED thì bằng U á em. Đây, ở đây. Đến đây các em sẽ rút ra thôi, chúng ta rút ra. Chúng ta sẽ rút ra như sau, bỏ này này nha. Rút V bình ra nha. Vì bình số 2 đá lên đây là bằng 2 QE nhân UBA.
chưa, chi mở đó, sau đó lấy căng lên, lấy căng lên mình sẽ có 2 BU UBA chi mở E, lấy căng lên thầy số vào quy âm bình thường, UBA nó âm nha, thầy vào em ra được kết quả này. Đây chính là vận tốc của E trong đặt vào bên bảng A. Đây thầy cũng đã giảng cái này rồi. Xét hai bảng kim loại song song cách nhau 2 cm có hiệu điện thế nhiêu đây, tính lực điện tác dụng lên hạt bụi nằm trong khoảng giữa hai bảng. Lực điện tác dụng lên khoảng giữa hai bảng, biết hạt bụi đã có điện tích này. Vì lực điện thì bằng gì? Lực điện thì bằng quy nhân E, nhưng mà E chưa có, E thì em dùng hai cái này em tính được E này. Chúng ta có cường độ điện trường giữa hai bảng á, điện trường đều mà. E thì bằng U chia D thôi. U chia D. Rồi em ráp vào. U là 5000 V đổi về volt nha, chia cho 2 cm, 2 cm 20 thôi. 2 cm đi. 2 cm thì em đổi ra mét bằng 0,02. Đấy. Thì các em ra được là E. Thì ra được 250.000 volt trên mét. Rồi, đến đây các em áp dụng công thức tính F bằng độ lớn của quy điện tích hạt bụi đó, quy dương rồi, coi như quy nhân E luôn đi. Đấy, quy nhân E là em ráp vào thôi, lấy cái này nhân vào. Rồi chúng ta sẽ nhân luôn. Nhân cho 8 nhân cho 10 mũ trừ 19. Thì các em ra được là 2 nhân 10 mũ trừ 3 Newton. 2 nhân 10 mũ trừ 13 Newton. Đó chính là lực điện tác dụng lên cái hạt bụi này. Tiếp tục chúng ta đi qua cái phần chuyển động của điện tích trong điện trường đều. Khi mà một hạt mang điện tích bay vào trong vùng từ trường vào trong vùng điện trường đều thì nó chuyển động với vi đạo như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng xét nha. Ở đây người ta xét một cái hạt electron chuyển động với vận tốc ban đầu từ bảng âm đây hình 13.5 là chuyển động của electron. Nhớ là chuyển động song song với đường xuất điện, ok, song song với đường xuất điện. Lúc này electron chuyển động ngược chiều với điện trường và thu được gia tốc, thì các em sẽ tính được cái vận tốc của hạt electron tại bảng dương bằng cách là các em dùng định lý động năng. Khi mà nó chạm vào bảng dương á thì nó sẽ có vận tốc là v, coi như vận tốc ban đầu nó bằng không. Các em sẽ có được động năng 1/2 mv bình. Trừ cho động năng lúc đầu là bằng không rồi, bằng công của lực điện nha. Công của lực điện chính là bằng F nhân cho cái khoảng cách là D ha, bằng F nhân D luôn các em, bằng F nhân D chính là bằng V điện tích E trong nhân E và nhân cho D. V E D chính là bằng công của lực điện luôn. Đến đây các em sẽ rút cái V bình ra sẽ bằng, chúng ta nhân 2 lên, nhân 2 lên là bằng 2 lần điện tích electron nhân E và nhân D chia cho M. Giờ sau lấy căng lên, căng hai vế lên, 2 V E nhân E nhân D chia cho M. Chờ. Chuyển động của hạt mà mang điện song song với điện trường được ứng dụng trong máy gia tốc tuyến tính để gia tốc cho những cái hạt ha. Máy gia tốc này, tuyến tính này được sử dụng để trong quá trình xạ trị để điều trị bệnh ung thư, để tăng cái động năng của nó lên để mà tiêu diệt những cái tế bào ung thư, những con virus, những cái tế bào đó ung thư đó. Đây súng điện tử lúc này được bắn ra, electron này có năng lượng thấp, sau đó đi qua một cái buồng gia tốc và lúc này electron này sẽ được tăng tốc trong cái điện trường đủ mạnh. Vì thế mà electron sẽ đạt năng lượng cao, vì thế mà nó sẽ là dùng cho xạ trị ha. Tiếp tục chúng ta xét điện tích chuyển động của điện tích chuyển động với vận tốc ban đầu nhưng mà vuông góc với đường xuất. Trường hợp trên kia là chuyển động theo phương của đường xuất, bây giờ chúng ta xét chuyển động theo phương là vuông góc với đường xuất điện. Đây electron được bắn qua đây với vận tốc ban đầu V0, thì cái chuyển động của nó, các em thấy rằng hình dạng chuyển động của nó giống như là parabol vậy. Nó là giống như parabol, giống như chuyển động ném ngang. Trong chuyển động ném ngang đó, chúng ta học ở lớp 10 đó. Nếu mà chuyển động ném ngang thì coi như điện tích này chỉ phân tích thành hai thành phần. Chuyển động theo phương ngang á là chuyển động thẳng đều, còn chuyển động từ trên xuống dưới á theo phương thẳng đứng á chính là, xét theo phương thẳng đứng á là chuyển động rơi tự do nha các em nha, dưới tác dụng của lực điện.
Thì nhắc lại một xíu, trước kia chúng ta học chuyển động ném ngang rồi, ở độ cao h một vật được bắn theo phương ngang. Chuyển động của vật được phân tích thành hai thành phần, một thành phần là chuyển động theo theo cái hướng x nè, một thành phần chuyển động theo hướng y là rơi tự do, và cái vĩ đạo chuyển động của nó sẽ như thế này. Đấy, nó là một nhánh của parabol đó. Thì tương tự hạt điện tích chuyển động trong trong điện trường cũng vậy luôn, như thế này. Bây giờ các em hãy xác định lực tác dụng lên electron trong hình 13.7, từ đó dự đoán chuyển động của electron. Chúng ta sẽ xác định lực. Bây giờ lực tác dụng lên electron là các em thấy rằng rõ ràng cái lực này nó đang là ngược chiều với điện trường tại vì bị âm. Nha các em, tại vì chúng ta có bị âm, diện tích electron âm nên chúng ta có lực điện nó cùng phương, như là ngược chiều với cường độ điện trường E. Và độ lớn các em cũng áp dụng công thức là độ lớn của nó F thì bằng điện tích của electron lấy độ lớn sau đó nhân E thôi. Còn phương chiều của nó chúng ta đã biết rồi, phương của nó sẽ là ngược chiều với điện trường E. Ngược chiều với điện trường E. Chúng ta dự đoán về chuyển động của electron thì electron chuyển động, chúng ta thấy rằng electron này giống như trường hợp ném ngang vậy. Cho electron ban đầu được đưa vào trong cái điện trường này với vận tốc ban đầu V0. Nha. Do đó nó chuyển động với vận tốc ban đầu V0 theo phương ngang, giống như chuyển động ném ngang. Còn chuyển động theo phương thẳng đứng là rơi tự do, có nghĩa là một chuyển động của nó được phân tích thành hai thành phần, một thành phần chuyển động theo hướng ngang và một thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng. Vậy là chúng ta sẽ dự đoán này, vĩ đạo chuyển động của electron là có dạng parabol. Vĩ đạo chuyển động của electron có dạng parabol, giống như chuyển động ném ngang của một vật, giống như chuyển động ném ngang của một vật trong trường hấp dẫn của trái đất. Tương tự như vậy. Các em chỉ cần lưu ý chuyển động theo phương nằm ngang là chuyển động theo phương mà vuông góc với đường sức là chuyển động thẳng đều. Còn thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng là rơi tự do. Chúng ta chú ý hai trường hợp đó là chúng ta sẽ lập được cái phương trình vĩ đạo của nó Rồi. Khi mà trọng lực của electron có độ lớn rất nhỏ, mình coi như khối lượng electron quá nhỏ đi, nên trọng lực sẽ không đáng kể so với lực điện. Lúc này dưới tác dụng của lực điện, electron gần đúng, electron chỉ chịu tác dụng của lực điện thôi, cùng chiều dương quy ước. Chiều dương ở đây là người ta chọn cái trục OX hướng xuống, OX hướng xuống đó kìa. Đây, chuyển động theo chiều dương quy ước này, xuống đây nha, OX hướng xuống này. Vĩ đạo chuyển động của electron khi này giống như vĩ đạo chuyển động của vật ném ngang, được phân tích trong phương trình lớp 10 thành hai thành phần. Thứ nhất là trên phương OX, chúng ta thấy rằng electron chuyển động thẳng đều với vận tốc V theo hướng X bằng V0. Trên OI thì lực điện đã gây ra gia tốc, nên gia tốc theo hướng Y chính là bằng QE trên M, nghĩa là gia tốc thì bằng vector F điện chia M. Thì các em sẽ có được điện tích electron nhân cho E chia M. Electron chuyển động nhanh dần đều với không vận tốc đầu theo hướng Y. Nha các em. Do đó cái vận tốc theo hướng Y của nó là VI sẽ bằng AI, nghĩa là gia tốc nhân cho T. Còn này VX bằng V0, còn VI thì bằng AI nhân T. Bây giờ một electron, một mô tả chuyển động của một proton chuyển động với vận tốc V0 và vùng điện trường như hình 13.7. Nếu chúng ta thay thành một proton dương thì nó chuyển động sẽ bật ngược lên lại như thế này. Đấy, nó đi lên. Tại vì lực điện lúc này đổi chiều, lực điện lúc này sẽ cùng chiều với điện trường E, làm cho electron chuyển động có bề lõm hướng lên về phía bản âm. Bề lõm của nó sẽ hướng về phía bản âm và chuyển động về phía bản âm. Nè. Được chưa? Và cái nó là một nhánh parabol luôn. Lúc này lực điện đã ngược chiều với chiều dương đã chọn.
Ở chương trình sách kết nối tri thức á, nó có viết kêu viết phương trình chuyển động, thì thầy gợi ý thêm chỗ này. Nếu các em mà muốn viết thêm phương trình chuyển động thì chúng ta có phương trình của nó như sau: y bằng trừ 1/2 quên điện tích nhân, quy này có thể âm dương em thay bình thường, quên mình đi, m là khối lượng của cái hạt đó, đây là khối lượng, mình đi là d là khoảng cách giữa hai cái bảng. Sao vậy hả, vận tốc v không. Đây là cái phương trình một nhánh parabol, nó có dạng thế này, trừ 1/2, tại vì cái phương trình y á, theo phương là đôi tự do nên sẽ có một công thức, đó là bằng gì các em, bằng 1/2 at bình phương đấy. Mà t thì chúng ta sẽ thấy rằng á, x á, thì bằng v không t, rút t ra thì bằng x trên v không, em ráp vào đây, a mình ráp vào đây, mình ra được cái phương trình này nha. Cái quy mà nó dương á thì em thấy nó số dương vào đây, còn quy nó âm em thấy số âm vào đây nha, để cho nó đúng với dấu trừ này. Đấy. Thì cái này thì mở rộng thêm thôi, còn em nào mà muốn tại sao có công thức này thì các em tham khảo thêm nha. Ở đây nó không có nói thì thôi. Một electron chuyển động với vận tốc ban đầu 4 × 17 m/s vào vùng điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện, biết cường độ điện trường là 1000 V/m, xác định gia tốc của electron. Thì các em có công thức này rồi nè, gia tốc electron em tính bằng cái này thôi ha. Khối lượng electron cũng đã có rồi. Chúng ta có gia tốc của electron sẽ bằng gì? QE chia M. QE chia M chúng ta sẽ có là gia tốc A bằng Q nhân cho E chia M. Như chỗ này chúng ta để hiểu bản chất về dấu thì các em phải lưu ý này. Đây là một cái điện tích, đó là một electron điện tích âm. Như trong cái ví dụ đó thì cái Q này em thay vào âm, nhưng mà cái E nó ngược chiều với chiều dương quy ước, tại vì E là nó là đại lượng vector, nó ngược với chiều dương OI hướng xuống như hình vẽ đó, nên nó âm. Điện tích này âm thành dương nha, nên khi mình thay vào á là mình thay vào là bằng 1.6 thôi, không có dấu trừ nha. Còn nếu em thay dấu này dấu trừ thì E phải là trừ 10√3 nha, tại vì E nó ngược chiều với chiều được chiều dương. Nên các em lưu ý cho nó cho thầy. Là bằng 1.6 nhân cho 10√-19 coulomb nhân cho E là 10√3. Chi khối lượng electron là 9.1 × 10√31 kg. Đây. Này các em bấm máy ra. Kết quả nó khoảng 1.75 × 10√4. 1.75 × 10√14 mét trên giây bình phương. Tiếp theo, vận tốc của electron khi nó chuyển động được là 2 × 10√7 giây. Bây giờ mình tính vận tốc khi mà nó đạt được sau thời gian này. Thì bây giờ mình phải kiểm tra sau thời gian này mà mình tính vận tốc của electron. Do nó chuyển động thành hai thành phần nên chúng ta có vận tốc tại điểm T bằng 2 × 10√7 á, nó sẽ bằng căn bậc 2 của vận tốc theo hướng x bình phương cộng cho vận tốc theo hướng y bình phương nha. Cái này là lớp 10 mình học rồi. Tại vì một cái chuyển động dưới dạng parabol á, ví dụ như vật tới đây đi, thì phân thức thành hai thành phần, một thành phần là chuyển động tiếp tiến như thế này nè, một thành phần là thành phần hướng y này, hướng x này, về y này, về y. Do đó cái v này là cần tính này. Do đó em dùng Pythagore ra, tại vì nó vuông góc, này góc vuông. Do đó mình sẽ có vt này, nó sẽ bằng là v theo hướng x bình phương cộng vy bình phương. Mà v hướng x là bằng v không rồi, v không có rồi. Bây giờ mình tính v theo hướng y. Vy thì bằng a nhân t, ha, bằng a nhân t. A là bao nhiêu? A là chúng ta vừa tính xong là bằng 1.75 × 10√4, ha. Nhân thời gian t là bằng 2 × 10√7. Cái này 1.75 × 2 3.5 3.5 × 10√7 mét trên giây. Bên đây mình ráp vào, mình suy ra vận tốc tại điểm T sẽ bằng căn bậc 2 của V không bình, là 4 × 10√7 bình phương cộng 3.5. Rồi bấm ra thôi. Bằng 53. Người ta thường viết cái dạng khoa học là người ta viết 3 × 10√7 mét trên giây.
là cách viết khoa học nha, các em không ít khi viết 5,3 lắm, chúng ta viết 5,3. 5,3 nhân 10 mũ 7. Neutron là một hạt không mang điện đúng không? Neutron không có mang điện. Có khối lượng hấp xỉ bằng proton. Nếu hạt neutron này tự do có thể tồn tại trong khoảng từ 10 đến 15 phút, sau đó bị phân rã thành electron, proton và neutron, là một trong những hạt không mang điện có khối lượng bé, chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng trong chân không. Em hãy đề xuất phương án để tách hạt electron, proton ngay sau khi bị phân rã. Sau khi phân rã muốn tách ra thì chúng ta cho cái hạt phân rã này bay vào trong vòng điện trường đều. Lúc này do neutron không mang điện nên nó chuyển động thẳng luôn, chuyển động thẳng, còn electron và proton nó sẽ bay về hai cực trái dấu. Âm thì electron thì sẽ chuyển động về cái bảng âm, cái bảng dương, còn proton thì chuyển động về phía bảng âm. Vì thế mà neutron sẽ không mang điện nên sẽ chuyển động thẳng, vì thế bắn phá hạt nhân. Thông thường nó là những cái phản ứng phân hạch á, nó phân rã ra những cái hạt phóng xạ. Và những cái hạt này á, nó sẽ có cả proton, electron và cả neutrino đó, neutrino đó. Thì khi chúng ta đọc qua chúng ta không hiểu ý của người ta, mình sẽ đưa ra là cho cái hạt này nó sẽ đi vào trong cái vùng điện trường đều ha. Lúc này nó sẽ tách ra thôi, và mình phải đưa nó đi vào chuyển động theo phương phải vuông góc với đường xuất điện nha các em, chứ còn nó dọc theo đường xuất điện không được nha, nó phải vuông góc với đường xuất điện trường. Sau khi mà neutron nó bị phân rã đó, lúc này ta thấy electron nó mang điện âm sẽ chuyển động về phía bảng cực dương, proton mang điện dương thì sẽ chuyển động về cực âm, còn cái phản hạt neutrino á nó không mang điện nên chuyển động thẳng luôn. Từ đó chúng ta tách ra được ba loại hạt này ha. Chúng ta xét bài 1. Độ chênh lệch điện thế giữa mặt trong và mặt ngoài của tế bào. Thì sử này là trong này, ngoài, chênh lệch điện thế trong và mặt ngoài của tế bào là 90 mV. Biết rằng mặt trong và mặt ngoài của tế bào lần lượt là mang điện âm, mặt trong là âm, mặt ngoài là dương đi ha. Trong ngoài mang điện dương. Xác định công mà tế bào cần thực hiện để đưa một ion natri cộng chuyển từ bên trong ra bên ngoài. Ion natri cộng là mang điện dương. Rõ ràng để mà đưa ra ngoài chúng ta phải thực hiện công đúng không? Nghĩa là phải thực hiện công chuyển từ bên trong ra bên ngoài mang tế bào theo cơ chế là chủ động qua kênh protein. Bây giờ mình xác định công. Các em nhớ công này là công cản ha, công là công cản. Công này do ta thực hiện do là cái cơ chế chủ động nó thực hiện để chuyển động từ bên trong ra bên ngoài với ion cation dương này. Chúng ta có là công A thì bằng Q nhân U, bằng Q nhân U trừ Q nhân cho U. U đây là U này là U 90 mV nhân là U ở bên ngoài so với bên trong ha. U NT là ngoài so với trong. Còn nếu mà U trong so với ngoài là trừ nha, cái này thì ghi là U ngoài so với trong. Đây là nó ghi này, độ chênh lệch hiệu điện thế này giữa mặt trong và mặt ngoài của tế bào là mặt trong và mặt ngoài. Nhưng mà người ta lại cho cái mặt ngoài là dương, mặt trong là âm, thì mình coi như là đây là trừ của cái này nha. Mà điện tích của electron á, cái điện tích natri cộng là nó sẽ là dương 1, có nghĩa là mất đi một electron, do đó nó sẽ dương 1. Dương 1 ở đây chính là điện tích của nó bằng độ lớn của một electron luôn, đúng không? Tại vì natri cộng nó bị mất đi một natri, nó mất đi một electron thì nó nhiễm điện dương, là dương 1, điện tích là sẽ là 1,6 nhân 10 mũ trừ 10 trừ nhân là 90 mV là 90 nhân 10 mũ trừ 3. Chờ. Các em bấm máy ra là khoảng là trừ 1,44 nhân 10 mũ trừ 20 joule. Công này gọi là công, giống như công này là công cản á, công mà thực hiện á, công cản ha. Công này là chúng ta mới thực hiện chứ không phải tự thực hiện được. Rồi, hoặc là công do tế bào thực hiện. Một electron chuyển động với tốc độ ban đầu V0 chuyển động vào vùng điện trường đều theo phương song song với hai bảng như thế này. Biết chiều dài của hai bảng là mỗi bảng là 3 cm, đây là 3 cm nha. Giữa hai bảng có điện trường hướng từ trên xuống dưới, đây.
biết e trong di chuyển đến vị trí mép ngoài của tấm bảng phía trên. Đây, mép ngoài luôn các em, đã đi hết cái chiều dài luôn. Tính độ lớn cường độ điện trường giữa hai bảng. Bây giờ mình tính độ lớn cường độ điện trường thì cái hướng giải viết là mình tính E, không? E thì mà đề cho gì? E thì bằng SGW đi, SGW. Bây giờ mình đi tìm cái F. Tìm cái F cho V0. F thì bằng MA, các em có thể tính gia tốc từ công thức trên, gia tốc từ công thức trên. Câu này mình vẽ hình ra ngoài chứ khó đấy. Đây, bây giờ thầy chọn cái y hướng lên thế này nha, x. Đó, mình chọn hai vị trí thế này, y. Lúc này thầy sẽ có là nó chuyển động, nhớ là nó ở vị trí ở giữa cái bảng, ha, giữa cái giữa đây này. Do đó ở cái khoảng cách đây là 1 xăng thì chỗ này là không hết. Chúng ta có y này, y bằng 1/2 at bình phương. At bình phương, y bằng 1/2 at bình phương nha các em. Rồi, từ đây thầy sẽ tìm cái a này bằng cách là mình thấy rằng nó chuyển động theo phương ngang là chuyển động thẳng đều, nên mình sẽ có là x. X là chính là bằng gì? X là chính là bằng chiều dài của cái bảng này luôn. X thì bằng gì? Bằng V0T. Từ đây thầy rút ra được T. T bằng x trên V0. Đó. X chính là cái chiều dài luôn nè các em. X là 3 cm thì ứng với là 0,03 m. Chia V0 bắn vào là 1.6 nhân 10 mũ trừ nhân 10 mũ 6 ha. Các em bấm ra được kết quả là 1,875 nhân 10 mũ trừ 8 giây. Đó. Là mình tính được cái thời gian mà nó chuyển động từ đây đến đây. Có thời gian rồi, có y rồi, y là nó đang ở vị trí giữa này. Có nghĩa là phân tích theo hướng y là chuyển động lôi tự do. Từ đây đến đây là đi độ dài là y này. Do đó chúng ta sẽ có bằng 0,01, tại vì á 0,005. Tại vì cái này 1 cm, từ đây đến đây là 1 cm. 1 cm thì ở giữa nên nó sẽ là nửa cm thôi. Nên là 0,005 m. Chưa? Từ đây thầy sẽ rút ra được cái a. Cái a sẽ bằng gì? Nhân chéo lên đây là 2 nhân cho 0,005 chia t bình phương, chia t bình phương. Chia t bình phương, đúng nào? Là ráp vào 2 nhân 0,005 chia cho 1,875 nhân 10 mũ trừ 8. 2 nhân 0 chia cho 1,875 nhân 10 mũ trừ 8. Đây. Thiếu bình phương các em. T bình phương 2,84 nhân 10 mũ 13 ha, thì có được là bằng 2,84 nhân 10 mũ 13 mét trên giờ bình phương. Rồi, vậy là mình có được A rồi. Từ đây mình sẽ tính được E thôi. E bằng gì? E bằng F chia cho Q, không? F là bằng 2, F thì bằng M nhân A chia Q. M khối lượng E trong là 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 kg. Nhân A là vừa tính xong là 2,84 nhân 10 mũ 13 chia cho điện tích E trong. Điện tích E trong là 1.6 nhân 10 mũ trừ 19. Đấy, được chưa? Ở đây mình đang tính độ lớn của cường độ điện trường nha, thì tỷ đối luôn là chắc. Đấy, độ lớn của cường độ điện trường. Tính độ lớn này, tính độ lớn của cường độ điện trường. Rồi, bấm vào thôi. Kết quả khoảng là 160 volt trên mét nha, sắp xỉ. Các em bấm ra khoảng là 160 volt trên mét. Cảm ơn các em theo dõi video này nha. Video này cũng khá dài. Mong rằng các em hiểu bài. Chào các em nhé.